Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Zengo, kênh YouTube chuyên về travel, food and experience. Hôm nay Zen lại đi cắt tóc. Và cái quán cắt tóc hôm nay của Zen là Vũ Trí. Zen quay lại lần thứ hai. Hồi lần đầu là Zen quay bên đây, cắt tóc bên đây. Nhưng mà hôm nay thì Zen qua cái chi nhánh này, cái chi nhánh 1. Và Zen đi cùng với thằng em ở trong công ty. Đây, ok, đây giới thiệu các bạn, Lộc. Lộc làm chung công ty, ngồi lâu chưa? Mới tới hả? Ok, nhìn cũng mới tới. Chuyện là sau khi mà cắt Vũ Trí ở lần đầu thì Zen nhận được rất là nhiều comment, chửi cũng có đương nhiên rồi, tụi nó khoái chửi tôi lắm. Tuy nhiên thì có những cái comment rất là tích cực, hay là những cái shop mà Zen đi bữa giờ, cái bonsai lim rồi các kiểu, thì Vũ Trí cắt rất là ok. Mà hôm đó là rất là xui, tại vì không có đem nhiều tiền nên không có sử dụng full option để mà quay cho các bạn coi được. Thì hôm nay thì quay lại đây cùng với thằng em này, rất là trùng hợp, tóc nó cũng dài và nó hỏi mình là đi cắt tóc thì chỗ nào ok, thì thôi sẵn rảnh dẫn nó tới và chắc là làm full option luôn hả? Full option để cho các bạn hình dung được Vũ Trí như thế nào, bao gồm là cắt rồi rái tay rồi các kiểu á. Thì thật ra là full option là bao gồm cái gì tôi cũng chả nhớ nữa, lát nữa vô làm coi mới nhớ. Đấy, vô. Okay. Hello anh. Này cắt tóc giùm em. Có muốn cắt kiểu gì không? Nói anh. Mình tư vấn cho. Kiểu mà lột xác. Lột xác. Tóc dài như quỷ gì. Anh cắt cho nó kiểu gì? Mày thích kiểu gì nói anh đi. Thích em sẽ nhộm. Nhộm luôn hả? Cắt rồi nhộm. Đây đâu, coi mẫu gì đây. Nàng nào vậy? Mà anh kiểu anh uống tóc không được nhưng mà uống hết đi. Rồi xong lại nhỏ. Chẳng là nhỏ. Giống là mì trắng đó. Perfect. Không có thấy cái bảng giá này. Ở đây có ghi giá này các bạn. Hớt tóc, cạo mặt, rái tai, lột mụn. Trước là do ngồi cắt không có quan sát những vật dụng xung quanh nhiều rồi. Kéo rồi quá trời luôn rồi. Gen thì cơ bản Gen không phải sợ cắt tóc, nhưng mà Gen nghĩ là chắc là mỗi loại kéo này thích hợp cho một cái kiểu gì đó, tóc thưa hay tóc dày rồi các kiểu. Ủa anh, cái hộp này hộp gì anh? Dạ, đó là hộp pomade đó anh. Pomade hả? Dạ. Nó giống như gel uống tóc đúng không? Dạ. Anh em có nghe từ pomade bây giờ chưa? Chưa. Dạ, thực chất là pomade với gel á là nói đúng. Thực chất ta là gel là cái mà có trước. Gel có trước. Dạ. Thì nhưng mà gel thì nó rất là, khi mà anh vuốt lên á nó sẽ bị đóng băng. Đúng rồi, đóng băng có nghĩa là nó sẽ rất là cứng. Và pomade á thì nó sẽ không giống như là gel. Nó sẽ cứng vừa phải và vẫn có độ bóng như gel. Nó có mềm tóc không? Dạ mềm anh em. Nó không giống như là gel. Gel nó sẽ bị đóng băng, là còn pomade thì sẽ không bị. Tức là khi mà xài cái này là giống như tóc mình lúc nào nó cũng ẩm ẩm ướt hay gì? Nó phải vậy không? Gel á thì giống như hồi nãy em nói, khi mà anh vuốt gel lên á
khoảng 15-20 phút thì nó sẽ bắt đầu khô lại à. Và nó rất là cứng ừ. Và nó vẫn có độ bóng. Thì sau này cái thằng bô mét á nó ra nó mới phát triển lại nó mới làm lại để khác cái thằng gel một xíu à. Dạ. Này là nói chung là giống như thế hệ sau rồi ha, nó phát triển hơn thế hệ trước. Dạ, thế trước là còn cứng, còn này là mềm. Dạ. Ồ. Ủa thấy là cái hộp này mình in cái tên là Vũ Trí luôn, là cái này là mình tự sản xuất hay là mình mua về rồi mình đóng hộp mình in tên mình vậy? Dạ đúng rồi. Dạ. Tự sản xuất hả? Dạ cái này là Vũ Trí nghiên cứu rất là lâu rồi á. À. Và okay. mới cho ra đời hai sản phẩm đó. À, rồi màu xanh với màu đỏ đúng không? Dạ, đó là hai sản phẩm Bomet, gốc dầu và gốc nước anh Giang. Gốc dầu là sao? Gốc dạ. dầu là sao? Gốc dầu á thì nó giữ nếp rất là cao. Ừ. Và nó cũng có độ bóng. À. Dạ. Cái nào gốc dầu nhỉ? Cái màu đỏ hả? Dạ đúng rồi anh Giang. Ờ, màu đỏ gốc dầu. Và nhau giữa gốc dầu và gốc nước đó là gốc nước thì mình gội rửa rất là dễ. À, gốc nước là màu xanh. Dạ đúng rồi. Rồi. Và gốc dầu thì nó gội rửa nó hơi khó hơn một xíu. À. Dạ. Vậy thì tóc như thế nào thì dùng cái màu đỏ là dầu ha. Dạ. Rồi tóc như thế nào dùng cái màu xanh là nước. Dạ, đối với những người mà có cái chất tóc mà dày khó vào nếp anh. À. Sử dụng mà bô mét tóc dầu à. Và đối với những người mà chất tóc dễ vào nếp mà mỏng á thì mình sẽ dùng bô mét tóc nước à. Yeah. Rồi vậy chứ anh còn cái loại tóc của em là cái sử dụng cái này được không? Nó vừa thưa mà nó vừa hói nữa. À, như tóc của anh Gen thì sử dụng cả hai đều được. Ờ hả? Dạ. Thì tóc của anh Gen á thì nó bình thường thì nó đã dễ chảy vào nếp rồi. Không, thật ra đây bật mí cho các bạn một cái chuyện như thế này, chắc là mấy anh cá tóc nếu mà nhìn sơ chắc cũng chả biết đâu, là cái tóc này trước khi đi ra đường á, ban ngày mà tôi ngủ dậy đi ra đường là tôi có duỗi rồi, duỗi sơ rồi. Dũi tại bình thường đúng rồi, nó rất là quắn, nó xoăn theo kiểu rất là khó chịu, mình nhìn nó giống như muốn cạo mẹ cái đầu luôn vậy đó, nên phải duỗi sơ để nó có cái nếp thẳng vậy chứ bình đấy. Thực ra thì cái việc mà tóc bị xoăn á không ảnh hưởng đến cái việc mà sử dụng pomade. Tại vì nó cái chính là cái vào nếp và cái không vào nếp, dễ vào nếp và khó vào nếp. Okay. Giống như em nói, những người mà tóc mà khó vào nếp thì mình sẽ sử dụng pomade gốc dầu. Và những loại tóc mà dễ vào nếp thì mình sẽ sử dụng pomade gốc nước. Ok. Cụ thể hơn khó vào nếp là sao để sao nhỉ? Khó vào nếp có nghĩa là những người có chất tóc dày. Dày. Cứng. Cứng. Rất là khó vào nếp. Thì đó là tóc dày đó anh Dê. Tại đó giờ em cứ nghĩ là mấy người tóc xoăn là khó vào nếp. Ai ngờ là... Tóc xoăn thì nó rất là dễ tạo kiểu như anh. Mình xoáy thôi. Ok. Đã dễ vào nếp rồi. Còn mình sử dụng pomade nữa thì càng dễ hơn. Ok. Ồ hay các bạn, chắc lát nữa em sẽ dùng thử coi sao. Chứ tôi cũng đau khổ với cái đầu của tôi lắm. Mỗi ngày hả, khi mà ngủ dậy là cái cứ cắm cái duỗi. Cái duỗi sơn cái để cho nó thẳng. Chứ không rồi nó như một cái ổ quạ luôn. Như thằng khùng, nhìn khùng nó chứ không phải là ngang ngắn đẹp đẽ gì đâu. Để lát xài thử. Ủa rồi một hũ như vậy là xài trong vòng bao lâu anh? Dạ một hũ đó mình có thể xài được 2 tới 3 tháng anh ạ. Ờ. Thì mình xài ít hay xài nhiều? Đúng rồi. Dạ. Ví dụ như kiểu mà mỗi ngày, ngày nào cũng xài thì sao? Dạ có thể là 1 tháng rưỡi tới 2 tháng. Ok. Dạ. À còn một cái quan trọng nữa nè. Dạ. Tức là nếu mà giờ ở nhà mà xức cái này lên, sau đó đội nó bảo hiểm đi tới công ty gỡ ra, nó làm sao? Dạ thì cái đó anh em chỉ sử dụng pomade gốc dầu. À, thì nó sẽ dễ dàng tạo kiểu lại hơn là pomade gốc nước. À. Dạ. Hồi vậy tốt nhất là chạy xe tới công ty rồi ha, vô phòng vệ sinh rồi chỉnh trang lại ha. Dạ, dạ. Còn mà giá của cái hộp này là bao nhiêu? Dạ, pomade đó là pomade gốc nước, giá của nó là 250 anh em. Còn cái dầu? Dạ, này. Giá của pomade gốc dầu là 280. Tức là cái dầu nó nhỉnh hơn xíu xíu hả?
Dạ đúng rồi. Okay. Sao cưng có muốn sử dụng thử không? Đã tới đây là mày thử chứ đúng không? Ủa mà khoan, này là ví dụ như khách muốn sử dụng cắt xong sử dụng một lần thôi, mình có chích ra miếng cho khách sử dụng không? Dạ có chứ anh em. À có à. Rồi nó thích là mua nguyên hũ luôn đúng không? Dạ, dạ. Ok. Rồi mày thử đi, còn tao lát nữa là tao làm nguyên hũ về tao xài thử luôn. Chứ không lẽ mỗi lần muốn vuốt chạy ra vũ trí chắc chết quá. Ê mà coi ngầu ngầu vậy chứ, tôi mới phát hiện ra một vật rất là dễ thương. Chuông gió. Đeo cả mắt kính rồi vô rồi. Giai đoạn này bắt đầu học sinh rồi. Ở đây có rất là nhiều hình thú vị nha các bạn. Trong đó có cái hình này. Tôi không biết cái này là cái đầu hay cái đít. Ồ, xong rồi hả? Dạ, giờ tính uống tóc nha anh em. Ờ, giờ tính uống tóc, giờ là cắt xong rồi đó. Cười tươi tươi lên con quỷ. Nó buồn ngủ. Khác quá hả? Ờ đúng rồi. Ừ. Nãy như cô hồn luôn mà. Uống tóc. Ủa này uống lòng rồi. À uống một tiếng lần hả? Sao? Có suy nghĩ lại không? Hả? Chơi luôn hả? Gây tùy công việc mẹ nha. Đang đi giữa trưa trốn sếp, trốn bạn bè, trốn thầy cô đi uống tóc. Ủa rồi có chọn màu chưa? Màu gì? Màu giống nãy luôn hả? Mày giống trong tấm hình hả? Ồ. Nó thiếu bộ râu thôi. Tấm hình nó có râu chất quá mà. À cái thuốc này là cái thuốc uống ha? Dạ đúng rồi. Rồi, tranh thủ hả, cô kia đang uống tóc thì Jen quay trở lại cái bộ mát này. Anh hướng dẫn em sử dụng coi. Dạ, mà anh Jen đi. Cái tóc của anh Jen nó hơi dài á. Ừ. Nên nó cần để nó gọn lại xíu thôi. Để nhớ gọn lại để bôi lên cho nó đẹp. Ok. Tính không có cắt tóc nhưng mà sử dụng cái bộ mát thì theo như tư vấn của anh cắt tóc thì nên tỉa sơ để nhìn nó đẹp hơn. Hơi bị kỹ các bạn. Ông ấy nói ông ấy tỉa sơ cho tôi để tôi xài cái bộ mát mà nãy giờ cũng 15 phút rồi. Chăm sóc kỹ ghê. Anh em nói nghỉ cắt luôn. Anh thợ cắt tóc vừa recommend cho Jen là xài thử hai loại, coi mình thích loại nào. Mình để bôi lên thử rồi cho bạn cảm nhận ha. Đây là nước, loại nước. Bô mét lớp nước. Cái loại này thì như các bạn hồi nãy có nghe anh tư vấn là nó rất là
thích hợp với dân văn phòng. Dạ. Tại vì nó có độ bóng nhẹ. Và dễ rồi, dễ rồi nữa. Ok, kiểu này Jin cũng hay trải vậy. Xước xước lên nè, đầu tráng hói mà khoái khoe lắm, thích vuốt lên lắm. Mát giống gì đó. Làm clip thì chúng dễ chửi. Bây giờ mình vừa anh vô xả xong rồi em vuốt lại cho anh cái thôi bây giờ đi mình đi xả thử coi coi nó dễ ra không ha. Tại vì hồi nãy anh tư vấn là cái loại dầu thì nó sẽ hơi hơi khó khăn tẩy hơi chút xíu. Ok, trời ơi con bóng lè màu hồng đâu. Ngủ để nghe à, mình xả tóc ở đây ha. Đây, xả tóc ở đây. Từ lúc mà hả tôi làm những cái clip về gội đầu như vậy thì có rất là nhiều người gội đầu cho tôi rồi. Vẫn nhớ lại cảm giác lần đầu tiên của người lạ gội tóc. Giờ thì đỡ rồi, quen rồi. Anh gội dầu gội gì cũng được, miễn là nó men men tí. Thì bình thường anh bê đê lắm rồi. Ít men hay rụng anh hồ vậy. Nhắm mắt lại nè, đừng mở nha. Để cho sạch mấy cái tóc. Để rồi thử coi. Chưa. Xấu thì là bỏ vợ. Chưa. Không, tại anh muốn kiểm tra cái lò nước này nó. Tại vì hồi nãy em tư vấn là gọi nước vô một cái là nó tẩy được hết rồi. Dạ đúng rồi. Nó dễ tẩy. Từ từ. Mở mắt ra á. Trời ơi, mặt mâm để nguyên mâm chè luôn. Dạo này đang ăn low carb, cử tinh bột và đường để giảm mỡ mà hình như là nó chưa hiệu quả cho lắm. Mẹ, vẫn còn nặng. Như còn một cái độ rít nhẹ, chắc chưa gọi xà bông mà đúng không? Ừ, mình gọi xà bông đi là chắc là nó xong hết. Ok, cảm ơn em. Đây, bô mát dầu. Gọi ngắn gọn bô mát dầu, bô mát nước đi. Một lần mình sử dụng là mình chém một ít thôi đúng không? Dạ, khoảng một nửa lóng tay. À, một nửa lóng tay, xoa đều lên lòng bàn tay. Đối với tóc của anh thì nửa lóng thôi được. Tóc ít. Còn với những người tóc dày thì có thể là nhiều hơn, lóng rưỡi cũng được. Ok, rồi. À, do là tóc của Jin ít cho nên xíu thôi đủ rồi. Vậy tóc ít nó cũng có cái lợi đúng không? Mỏng á, nếu mà chuẩn độ dày thì anh xài gốc dầu. Đấy, một cái điểm mà các bạn có thể chú ý khi mà nếu mà ai mà có cái kiểu tóc mà
thưa á, tóc mà hói được các kiểu như tôi á thì có thể sử dụng cái này để cho tóc nó phồng lên, làm có cảm giác nó tóc nó dày hơn. Đấy. À một điều nữa thì hồi nãy nghe tư vấn thì trên có nói là trên có nghe nói là khi mà cái này nó xài bằng tóc dầu á thì dầu gội đầu á thì hơi kỹ hơn tí đúng không anh? Ờ đấy nó cái độ bám nó sẽ dầu nhiều hơn rồi. Ưu điểm của nó là phồng và giữ nếp cao. Nhược điểm thì gội thì hơi khó ra. Thì anh nghĩ chắc gọi thì gọi đầu mình gọi hai lần xà bông. Gọi kỹ gì cho nó sạch. Bình thường tôi gọi đầu tôi cũng gọi hai lần xà bông rồi. Cái sự mềm mại bồng bềnh của nó, chứ nó không có cứng giống như là gel hay là những cái sản phẩm mà các bạn xài. Trên nghĩ là với cái kiểu này thì ví dụ như mình đội nó bảo hiểm mà nó có xẹp xuống thì mình bút lên cái hoặc là lấy lược chải lên nữa thì nó sẽ vẫn ok. Sao nhỉ? Bây giờ có hai loại thì thích loại nào ta? Em cũng không biết nữa. Nói chung là loại nào xài cũng được, nhưng mà nếu mà hỏi là thích nhất thì chắc là thôi thì chọn cái nước, tại vì cái nước nó phù hợp với cái màu tóc của em đúng không anh? Nó ít, mình ít với lại nhín lần chút xíu rồi là ấy. Còn cái loại dầu thì thích hợp cho bạn nào mà những cái tóc mà khó tạo nếp ấy, tóc đen ít quá dễ tạo nếp quá mà. Ok, rồi hy vọng là các bạn sẽ hiểu thêm về cái pomade cũng như Gen cũng vừa hiểu thêm về nó. Thật ra là hồi nãy đi cũng đâu có biết nó là cái gì đâu. Đang cắt tóc thì hỏi thì sẵn tư vấn rồi quốc thử luôn. Có tầm không? Nãy tôi lấy tay tôi đè ảnh xuống cái tính đứng dậy đi về không lại chờ tí để chỉnh lại cho đẹp tí. Anh cắt tóc dễ thương. Để lại coi thằng em ơi nó uống sao rồi. Sao rồi con bóng? Tao thích màu hồng nè. Chủ 15 phút nữa. À hả? 15 phút nữa. Ừ. Thì thôi, cưng muốn uống, muốn ngựa, muốn đẹp thì phải chịu thôi. Lựa gì á? Hả? Nhuộm màu. À uống rồi gì nhuộm đúng không? À. Cái bàn tay này giống như này nhưng mà tóc anh uống còn đó là không có tẩy được nữa. Cái màu này là màu thấy tẩy cho nên anh nhận màu này cũng đẹp, là màu này sáng da. Ừ, sáng da. Dạ. Nhưng mà anh thích sáng đó nha. Để anh nhận màu này được nè. Anh nhận màu này được. Cái màu này mấy màu dưới này mấy màu cho nữ. Mày bê đê mày lo gì? Cái màu này á. Ồ hôi. Màu nó đẹp. Mày xứ mày đặt thấy thích rồi mày nữ, mày đặt hỏi mày nữ không nữa. Yeah. Em chọn màu này. Ok này ngồi vật vả. Đấy, nói chung là kinh nghiệm cho các bạn là khi mà cắt nè rồi uống nè mà nhuộm nè thì các bạn phải dành thời gian nữa. Cũng 2 tiếng thôi. Ừ đúng rồi. Ủa mà thứ bảy chủ nhật sao tiệm mình đông không em? Ừ đấy, đi xuống thứ bảy chủ nhật. Trốn ra thì tụi mình cũng báo cáo lại một lần nữa. Sếp với công ty mà có coi clip này thì thông cảm. Đang gì giữa trưa. Tính là đi làm tóc vô giờ ăn trưa thôi. Nhưng mà nó kéo tới gần 2 giờ. Thôi mà công việc của anh em mình nó làm hết việc chứ quay hết, đâu phải làm hết vào giờ đâu đúng không? À cái này là mình xả tóc ra em. À cái này là uống xong đây nè. Xả ra. Trời đã giết. Để xem tóc có thể thay đổi. Thank you.
Sao? Quan gì đúng, hợp ý chưa? Đúng ý. Đúng ý luôn hả? Ok, rồi. Tóc được quăng. Lần đầu hả? Trời ơi. Tao lần nào tao ngủ dậy tao cũng thấy tóc tao quăng hết, tao khổ gì được lắm. Mấy người mà tóc thẳng rồi. Ờ thích quăng. Ờ tóc quăng muốn tóc thẳng. Đây là nhôm nè. Cái thuốc uống với cái thuốc nhuộm nó cũng là màu trắng hả? Dạ. Ờ. Mà này hơi đục một chút xíu. À, tao có cái hỏi mày. Lần đầu tiên anh Gen nhuộm tóc ở 30 size thì cái cảm giác khi mà lần đầu tiên mà cái thuốc nhuộm nó chảy lên á, nó có hơi hơi tí tí rác rác. Mày cảm thấy được điều đó không? Chưa. Chưa. Tại vì chị này chưa không có quét sát da đầu á. À hả? Quét sát da đầu thì dễ bị ngứa. Ờ. Do tóc yếu, do số người da đầu yếu. Ok, ok. Chắc sẽ xuất xịn. Rồi, xong thì xả ra đúng không? Nó lên màu liền không em? Dạ, tầm 2 phút thì nó mới lên màu. À, giờ xả ra thôi đúng không? Tôi cũng thấy nó có màu rồi đó mày. Màu nâu nâu đúng không? Ừ. Vậy là xong rồi đúng không? Uống giờ nhuộm. Quá bô mét. Ừ bô mét. Ok. Đây với cái đầu của em này thì sử dụng là loại nào anh? Bóp dầu. À dầu. Dầu thì bóng nhiều. Nhiều. Dầu thì bóng ít. Thôi mày cũng bóng mà. Nói về cái dầu thì nè các bạn thấy không? Nãy giờ nó vẫn là mềm mượt chứ Gen cứ nghĩ lúc đầu là nó sẽ rất là cứng khô nha. Nhưng mà không hề. Không. Mềm dễ tạo nếp này. Tính là cắt tóc rồi rái tai rồi lục mụn luôn nhưng mà xem ra là không đủ thời gian rồi. Nhưng mà tao thấy nhiêu đây cũng đủ rồi. Đúng không? Làm mới lại rồi. Cái này là mới đẹp thôi chứ chưa có sướng đâu anh. À. Ok. Nên làm khá là kỹ. Ừ, đúng rồi. Nó tại nhà thì giống như nói nếu mà nó có xoăn á thì em để cho nó hơi cứ rút tóc cứ ngọt qua và nó sẽ xoăn nhiều hơn. Còn tóc khô thì nó thành nó hẳn lắm. Tóc khô là thấp thật. Mỗi khi anh uống thì nó có xoăn hơn vậy không? Cái gì em mới kêu là lấy cái loại xăng nhất. Hồi giống trong hình đúng không? Không, hồi nãy mày trả lời xem không có nội tao chứ xem nữa. Ở chỗ người ta có râu nữa. Perfect. Rồi, tính tiền giùm anh. Dạ, của anh này là cắt tóc là 60. Uống tóc 200 nó là 2.6. Rồi nhuộm tóc 1.6 nó là 4.2. Rồi, ok, cảm ơn em. Dạ. Đây, đâu vậy? Ở đây. Sao? 400 mấy F 5 lợi. Khá là bất ngờ các bạn. Tại vì á, trước khi mình đi uống ở nhiều nơi rồi, nhưng mà nó không có
được như ở đây. Cái độ xanh ở đây nó xanh khá là nhiều mà thích. Chứ một phần nữa là các anh với các chị nhân viên ở đây họ làm kỹ lắm các bạn. Nó hơi mất thời gian nhiều nhưng mà nó ra được. Từ cắt tóc cho tới gội đầu đều rất là ok, mềm mại, nói chung là tư vấn được các kiểu. Sở dĩ mà có số tiền như vậy là thằng này làm quá nhiều option đó. Nếu mà các bạn lại làm dù cắt tóc thôi hoặc là gội đầu thôi hay là nhuộm thôi thì nó sẽ ấy hơn. Nghe 400 mấy nghe thấy ghê không, nhưng mà thật ra là làm rất là nhiều thứ đó, nói chung là cũng ok. Nếu mà các bạn thích ở chỗ này thì các bạn có thể tới trải nghiệm thử ha. Tuy nhiên thì như hồi đầu clip Zen có nói là có rất là nhiều bạn comment ở cái clip đầu tiên mà Zen tới Vũ Trí cũng khen rất là nhiều. Nó xem mấy lần mà Zen cắt tóc ở nhiều nơi thì Vũ Trí vẫn là một cái lựa chọn ok. Ok, đừng quên bấm nút subscribe, bấm theo cái chuông nữa để nhận thêm nhiều clip từ Zen nha.